trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam rơi và phát hiện sớm quân giải phóng trước khi bị phục kích bất ngờ. Đây là những con chó được huấn luyện bài bản, ăn học đàng hoàng nên Mỹ rất tự tin vào khả năng của chúng. Thế nhưng kỳ lạ thay, số chó Mỹ đưa sang nước ta cứ thế bốc hơi dần mà chả ai biết được tung tích chúng đi về đâu. Mang sang 5.000 con chó, nhưng đến khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, Mỹ đếm lại chỉ còn 204 con. Điều này đã khiến các chuyên gia quân sự của Mỹ đau đầu một thời gian vì chả biết phải báo cáo nguyên nhân thâm hụt số cảnh khuyển kia là do đâu. Vậy sự thật thì số chó nghiệp vụ của Mỹ mang sang Việt Nam tại sao lại biến mất? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện đầy thú vị này. Mỹ được coi là quốc gia có nhiều kinh nghiệm dùng chó nghiệp vụ tham chiến nhất trên thế giới. Kể từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất thì quân đội Mỹ đã bắt đầu sử dụng chó nghiệp vụ để hỗ trợ chiến đấu. Tới khi tham chiến ở Việt Nam, Mỹ tiếp tục mang sang nước ta một số lượng lớn đội quân bốn chân. Tính đến năm 1966, ước tính số chó nghiệp vụ được Mỹ thuyên chuyển công tác về Việt Nam lên tới hơn 5.000 con. Trong số này có ít nhất 3.700 con là thuộc dòng dõi quân đội, có quân hàm và được đào tạo bài bản. Những chú chó này còn được xăm số quân ngay bên tai để phân biệt. Những chú chó tham chiến đều thuộc giống chó thông minh bậc nhất thế giới. Vì lớn lên trong môi trường quân đội chuyên nghiệp nên chúng cũng có chế độ ăn uống vô cùng xa xỉ, chỉ ăn pate và nói không với bất kỳ loại đồ ăn nào khác. Điều đáng nói là những con chó nghiệp vụ này cũng có cấp bậc là lương lậu như ai, được hưởng biên chế trong các quân đội thám báo và truy lùng. Nhiều con đã leo lên tới quân hàm đại tá, thấp nhất thì cũng là thượng úy trong quân đội Mỹ. Đến khi chúng chết cũng được tổ chức mai táng, vinh danh và chôn cất như con người. Chúng đều thuộc dòng chó có thể chất to khỏe không thua gì châu bò, tiêu biểu như ba giống Berkshire, Doberman và Rottweiler. Sang Việt Nam cùng với 5.000 con chó là khoảng 10.000 huấn luyện viên chó nghiệp vụ cũng đã tham chiến. Chiếm tỷ lệ cao nhất trong số này là các quân nhân thuộc lục quân 65%, tiếp đó là không quân 26%, thủy quân lục chiến 7% và hải quân 2%. Với con số này, Việt Nam trở thành cuộc chiến mà Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ trên quy mô lớn nhất trong tất cả các cuộc xung đột thời chiến tranh lạnh. Ở Việt Nam, lực lượng quân khuyển Mỹ được giao 3 nhiệm vụ chính: trinh sát, tuần tra và dò tìm mìn, bẫy, đường hầm. Với nhiệm vụ trinh sát, một con chó Berkshire và một huấn luyện viên sẽ được phối thuộc cho đơn vị bộ binh khi có yêu cầu. Tổ quân khuyển sẽ có nhiệm vụ là đi đầu đội hình, đóng vai trò là tai mắt cho đơn vị, cảnh giới, phát hiện các dấu hiệu có gài bẫy, phục kích, bắn tỉa, dò tìm nơi cất giấu vũ khí, lương thực của quân giải phóng và cảnh báo cho đơn vị đi sau. Tiếp đó là đội quân tuần tra, có nhiệm vụ tuần tra vòng ngoài ở các căn cứ, kho tàng, các cơ sở quan trọng và dùng điện đài thông báo ngay cho lực lượng bảo vệ khi có dấu hiệu khả nghi. Ngoài tuần tra trên bộ thì chó còn được mang xuống thuyền để tuần tra trên mặt nước để phát hiện hơi thở từ các thiết bị lặn, tránh nguy cơ bị đặc công nước mai phục. Cuối cùng, nhiệm vụ quan trọng nhất của chó nghiệp vụ là dò tìm đường hầm, các dấu vết của mìn, bẫy và các phương tiện sát thương khác để hỗ trợ các hoạt động của công binh chiến đấu lục quân và thủy quân lục chiến. Ngoài ra, các tổ quân khuyển này còn tham gia hỗ trợ hoạt động lùng sục, càn quét làng mạc và những khu vực nghi ngờ có kho tàng của quân giải phóng. Được giao nhiệm vụ có vẻ chuyên nghiệp như vậy nhưng thực tế là Mỹ cứ cử đội nào đi là lại chả thấy ai quay về. May mắn lắm thì có vài tên lính Mỹ còn sống sót mà quay về được, chứ chó thì chắc chắn là một đi không trở lại. Theo các chuyên gia quân sự Mỹ thì hoạt động của đội quân chó này ban đầu đã thất bại hoàn toàn. Bởi vì là khi phát hiện được mục tiêu, chúng sủa ầm Mỹ cả lên là bứt dây động rừng. Được lũ chó đánh động, bộ đội ta càng ẩn nấp kỹ hơn khiến cho chúng khó tìm ra dấu vết. Chưa kể là nhiều khi là những đội thám báo này còn rơi vào ổ phục kích của quân ta thì ông bà có gánh còng lưng cũng không thể thoát được. Người thì bị bắt làm tù binh, còn mấy chú chó nghiệp vụ này thì chắc chắn là anh em cũng biết kết cục ra sao rồi đấy. Thôi thì còn cái xích là may rồi. Nhận thấy mấy con chó Berkshire không ăn thua, Mỹ đã nhờ sự giúp đỡ của Anh để cung cấp cho họ một giống chó khác có tên là Labrador. Và đây là giống chó đánh hơi rất tốt và hoạt động thầm lặng hơn những con chó Berkshire. Thế nhưng đáng tiếc là trong rừng miền Nam thì trời mưa hoài, mà sau mỗi lần mưa là khứu giác của giống chó này coi như vô dụng bởi vì mọi dấu vết đã theo nước trôi đi hết. Bộ đội ta cũng có rất nhiều cách để vô hiệu hóa khứu giác của những con chó này. Bắt chước quân đội Mỹ, quân của chính quyền Sài Gòn cũng trang bị chó nghiệp vụ như ai, không bị đạp phải mìn, bẫy chết thì cũng bị bắt về làm lương thực dự trữ. Nhưng cũng chỉ là sống vật vờ với tâm lý cực kỳ hoảng loạn. Mỹ đã không còn có thể kiểm soát được chính binh sĩ của mình.
Trong thời gian đầu khi quân đội Mỹ được triển khai sang Việt Nam, có rất nhiều chó nghiệp vụ cũng đã được triển khai. Sau năm 1973, quân đội Mỹ cũng bỏ lại rất nhiều chó nghiệp vụ ở miền Nam Việt Nam mà không rút chúng về nước. Phần lớn trong số này được thả rông và trở thành chó hoang. Sau này thì lính huấn luyện và chó nghiệp vụ lại được tổ chức một lần nữa trên chiến trường Iraq và Afghanistan. Quân đội Mỹ lại thành lập các đội truy lùng đặc biệt sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các tay súng nổi dậy và bom mìn gài bên lề đường. Khi mà Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, rất nhiều chú chó như vậy đã bị bỏ lại đất nước này trong hoàn cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.